thực hiện đề án tái cơ cấu của Bộ Công an về việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng phó công an các xã thị trấn. Sau hơn một năm triển khai, lực lượng công an chính quy huyện Yên Mỹ đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên trên địa bàn vùng nông thôn. Tháng 7 năm 2019, Thiếu tá Ngô Văn Bính và hai cán bộ chiến sĩ công an chính quy ở các đơn vị khác nhau được điều động về đảm nhiệm các chức danh trưởng phó công an xã Trung Hòa. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí đã xây dựng quy chế làm việc, nắm bắt tình hình địa bàn, củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ công an bán chuyên trách xã tại các xóm. Lực lượng công an xã khi về đã tập trung bám sát địa bàn, nắm người nắm hộ, rồi chủ động xây dựng các kế hoạch tuần tra kiểm soát, phối hợp với công an huyện là bắt giữ và xử lý khi tiếp nhận các cái đơn thư tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, đã xuống trực tiếp tại cái địa điểm người ta tố cáo để làm việc, nắm bắt tình hình. Đến cái cơ bản quần chúng nhân dân là cũng là rất là hài lòng, tin tưởng. Thời gian qua, công an huyện Yên Mỹ đã điều động 60 cán bộ công an chính quy về đảm nhận các chức vụ trưởng phó công an tại 17 xã thị trấn. Sau hơn một năm triển khai, các chiến sĩ công an đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, dành nhiều thời gian xuống các thôn xóm nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân. Tôi xây được ít phòng trọ từ năm 2013. Trước kia thì cũng xảy ra ngập ăn cắp vặt. Từ khi các đồng chí công an chính quy về đến giờ thì chúng tôi là cảm thấy yên tâm hơn. Công tác tuần tra, kiểm soát, công tác tạo trú tạm vắng nó thường xuyên hơn. Chỉ tính riêng từ tháng 6 đến tháng 8, công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã đấu tranh và xử lý 31 vụ việc. Trong đó, bắt và khởi tố 12 vụ tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, 18 vụ đổ trộm rác thải rắn, rác thải nhựa công nghiệp chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường, đánh bạc có tổ chức dưới hình thức ghi số lô, số đề, sóc đĩa, trộm cắp tài sản và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi tiếp nhận 4 đồng chí về địa phương thì sau một năm thì chúng tôi thấy là các đồng chí xây dựng kế hoạch công tác hàng năm có bài bản và chính quy, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát ban đêm, kiểm tra tất cả các cái hàng quán, nhà trọ, theo dõi tất cả các cái đối tượng như đối tượng hình sự, đối tượng ma túy. Cho đến năm nay là cả xã chỉ xảy ra có 8 vụ việc. An ninh trên địa bàn được đảm bảo, bà con nhân dân yên tâm. Với những chuyển biến tích cực về an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn cho thấy, việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là chủ trương hết sức cần thiết và đúng đắn nhằm nâng cao toàn diện các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Lực lượng công an xã chính quy với bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ cơ bản, tận tụy trách nhiệm với công việc đã đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy chính quyền và nhân dân tại cơ sở.